Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình si cộng cộng bài 15.1 Giải bài tập si cộng cộng 13 tính dài thừa Các bạn mở Visual Studio Tạo bài mới này Con số app next 15.1 Giải bài tập 13 Tính dài thừa Enter xóa phần thừa đi này đề bài viết chương trình nhập vào số nguyên n in ra kết quả n dài thừa chúng ta sử dụng hai cách một là chúng ta dùng vòng lặp for và cách hai là chúng ta dùng vòng lặp while đầu tiên là chúng ta using đã using nam tab std chấm phẩy trong phần nội dung để tính tay thừa thì bây giờ các bạn sẽ cần có cái biến n để người dùng nhập từ bàn phím đúng không khai báo này int n chúng ta có cái thằng dây thừa chúng ta dán bằng một bởi vì dây thừa các bạn hiểu là gì giả sử chúng ta có 5 dây thừa thì 5 dây thừa sẽ bằng gì 5 x 4 x 3 x 2 x 1 đúng không hoặc là 1 x 2 x 3 x 4 x 5 đại ý là chúng ta sẽ nhân gì từ 1 cho đến đến cái số đó đây là 5 nhá. Đấy, thì gọi là dây thừa ấy gì? À, thì ban đầu chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng dây thừa bằng 1 để chúng ta sẽ nhân liên tiếp trong vòng lặp for. Mời người dùng nhập này, sao này. Mời nhập vào. n 2 chấm chấm phẩy. Sau khi người dùng nhập xong, chúng ta sẽ đọc dữ liệu và gắn vào biến n in n chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sử dụng cách một này, cách một chúng ta dùng for nhá. chỗ S lưu lại đã này. Nhìn ý tưởng này, chúng ta có năm dây thừa thì bằng gì? 5 4 3 2 1. Như vậy ban đầu là chúng ta phải cần các cái số này đã. Thì các bạn thấy là đặc trưng của thằng for có phải là nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu đúng không? Là do chúng ta mà. Thì các bạn có thể sử dụng vòng for. Sau đó thì thay vì cộng dồn vào thì chúng ta gì? Nhân dồn vào thằng dây thừa, đúng không? Dùng for nhá, thử này. For cho y y là t này, y bằng 0. Cho y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn hoặc bằng 5. Mỗi lần lặp chúng ta tăng biến y lên 1. mà ngoặc nhọn khối lệnh của for, enter xuống. Cout này. In luôn thẳng biến y cho các bạn xem. Rồi. Align nhá. Align chấm phẩy này. Thì có phải là các bạn sẽ thu được là gì? 1 2 3 4 5 không? Nhấn Ctrl F5. mà nhập nào nhá, thử này, nhập 5 này. Đó, 0 1 2 3 4 5. À, thì bây giờ chúng ta sẽ phải khởi tạo từ mấy? Từ 1 đúng không? Đây. Đấy. Chạy từ 1 đến 5, cần chuột F5. Mà nhập N, nhập 5 nhé. Thấy 1 2 3 4 5 không? Bây giờ chúng ta có 5 số rồi, chúng ta chỉ cần nhân vào thôi đúng không? Thử nhập 6 đi, cần chuột F5. 7 đi. Đấy. 1 2 3 4 5 à chúng ta nhập N bằng 7 nhưng mà chúng ta lại gắn giá trị cố định ở đây. Cho nên chúng ta sẽ để gì? Y nhỏ hơn hoặc bằng N Căn chỗ F5 Tức là chạy I từ 1 cho đến N N nhập từ bàn phím Đúng không? Là thử nhập 8 này Enter này Các bạn thấy là chúng ta nhận được giá trị là Từ 1 cho đến 8 này Đấy Thì đây là cách để chúng ta nhập N từ bàn phím Và cho for chạy từ 1 cho đến N Thay vì vừa nãy chúng ta để là cố định một số Các bạn thấy là chúng ta đang xuất được các giá trị Chạy từ 1 đến N thỏa mãn điều kiện rồi Đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần gì? Nhân mà thôi Thì các bạn thấy là chúng ta dùng gì? Giai thừa sao bằng y chấm phẩy đây là cách tính đại thừa rất đơn giản ở đây chúng ta sẽ tương đương với việc gì g thừa đấy bằng đại thừa nhân với y đấy thì từng vòng for một đại thừa kể thằng y nó sẽ thay đổi và thằng y thay đổi thì thằng đại thừa nó sẽ nhân liên tiếp vào để nó tạo ra được cái thằng đại thừa cuối cùng kết thúc vòng for các bạn chỉ cần xuất ra giá trị thôi xiao nhá xiao này để xuất ra thằng biến n trước này nhỏ nhỏ này xuất ra cái chuỗi đó là n dài thừa bằng đấy bằng bao nhiêu bằng thắng biến dài thừa và chúng ta dùng nline chấm phẩy để chúng ta xuống dòng các bạn phải hiểu cái phần uh, cao này nhá bởi vì chúng ta đã làm rất nhiều rồi cái thằng này này nó là biến này chúng ta sẽ xuất ra là n này sau đó thì nối đuôi là một chuỗi là n dài thừa bằng này đấy, bằng cách ta đó chúng ta lại xuất ra cái biến dài thừa để chúng ta nhận được cái giá trị dài thừa mà trên vòng for này nó tính. Nhấn Ctrl F5 này. Giả thử chúng ta nhập vào N bằng 5 đi. Đấy, 5 dai thừa bằng 120. Thử thằng bé hơn nhá để dễ tính nhá. F Ctrl F5 này. Nhập vào 3 thôi. 3 x 2 x 1 thì có phải bằng 6 không? Đấy, đúng rồi đấy. Rồi, Ctrl F5 này, nhập thử thằng 4 đi. Đấy, 4 x 3 x 2 x 1 thì phải bằng 24 không? Đây là cách dùng for nhá. Các bạn có thể sử dụng debug để chúng ta lại ôn tập lại debug đúng không? Nhấn F9 này để tạo gì? Breakpoint, F9. 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 Rồi. F9 luôn thằng cuối cùng này. Bốn dòng, dòng này 1, dòng này 2, 3, 4. Nhấn F5 để chúng ta chạy debug hoặc vào đây nhấn F5. Rồi. Mà nhập N này Chúng ta nhập bé bé thôi nhá để cho chạy nhanh hết vòng kho nhá. Ba này, enter cái. Rồi các bạn thấy là dấu nhắc lệnh đang nằm ở dòng 19. Dòng này chưa được thực hiện. Thằng này mình sẽ không 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 in cái thằng thằng thằng, thằng uh, y và y thằng điều kiện nhá. Các bạn quá quen rồi, đúng không Các bạn thấy n bằng 3 đi không? Rồi, chúng ta sẽ in thằng dây thừa ra thôi để các bạn nhìn thằng dây thừa tính dây thừa thôi. Ghim ra này. Nhấn F10 này. Y chạy từ 1 cho đến Y nhỏ bằng N N chúng ta nhập bằng 3 Thì đầu tiên là nó thỏa mãn điều kiện đúng không Nó sẽ nhảy vào khối for thực hiện Nó sẽ in thằng Y ra đây Dòng lệnh đang ở dòng 20 Dòng lệnh này chưa được thực hiện Sau khi nhấn F10 F10 này Các bạn sẽ thấy là chúng ta in được cái giá trị đầu tiên Là Y bằng 1 Đúng chưa Y bằng 1 Giai thừa khởi tạo bằng 1 Thì 1 x 1 bằng 1 Sau bước này Đây Sau bước này F10 giai thừa vẫn bằng 1 nhé F10 này Đấy, sau bước này rồi, dây thừa vẫn bằng 1, đúng chưa? Tiếp tục nhảy lên, y cộng cộng, y sẽ bằng 2. 2 vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 3. Bởi vì n chúng ta nhập bằng 3. Đấy. Thì vì nó nhỏ hơn nó lại thực hiện khối lệnh for, đúng không? F10 này. Rồi. dòng lệnh đang ở dòng 20, dòng này chưa được thực hiện. Sau khi nhấn F10, chúng ta sẽ được kết quả là 2 in ra màn hình. Đây này. F10. Đấy, các bạn thấy 2 in ra không? 2 in ra xong. Bây giờ chúng ta lại thực hiện dây thừa bằng dây thừa sau y hay viết tắt là giai thừa sao bằng y. Y đang bằng 2, giai thừa bằng 1, 1 x 2 sẽ bằng 2. Sau bước này nhấn F10 thì giai thừa sẽ bằng 2. F10 này, các bạn thấy giai thừa nhảy đến 2 không? Nó đỏ lòm bên này. Đấy, tức là nó vừa mới thực hiện xong đấy. Rồi, tiếp tục. Y sẽ nhảy lên 3. 3 vẫn thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng 3. Lại thực hiện, nhảy xuống này. Đúng không? Thực hiện. Bước này chưa in ra này. Nhấn F10 thì mới in ra. Nhìn nhá, chưa in. Đúng không? F10, in ra 3 này. In 3 xong chúng ta lại thực hiện dai thừa sao bằng y. 3 x 2 bằng 6. F10 dai thừa nhảy lên 6. Dai thừa nhảy 6 rồi. Y đang bằng 3. tách lên. Y cộng cộng sẽ bằng 4. 4 không còn thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn bằng 3 nữa. Nó sẽ thoát ra khỏi vòng for. F10 này các bạn thấy không? Nó bật ra thẳng cái vòng for và nhảy đến dòng lệnh tiếp theo. Đó là dòng in ra kết quả. Dai thừa lúc này đang bằng 6. Lệnh đang ở dòng 24 lệnh này chưa được thực hiện nhấn F10 thì sẽ in ra kết quả dai thừa nó giai thừa bằng 6 tức là ba giai thừa bằng 6 em nhá đây này chưa in đúng không nhấn F10 đấy các bạn thấy không nó in ra rồi và dấu nhắc lệnh đang ở dòng cuối cùng của chương trình nhấn một lần nữa là chương trình sẽ kết thúc F10 này đó hết như vậy là chúng ta đã ôn được cái phần đi rất là nhiều rồi hy vọng là các bạn cũng sẽ tạo thành cái thói quen chúng ta tự sử dụng đi bức để chúng ta hiểu cách hoạt động của các cái vòng lặp này cũng như là sau này các bạn làm các cái bài toán phức tạp chúng ta hãy tự trải nghiệm để xem là từng bước nó đang hoạt động như thế nào, xem có đúng với cái tư duy logic của chúng ta không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xóa các cái breakpoint này đi. Xóa bằng cách nào? Lại vào debug, chọn vào clear all data để chúng ta bỏ hết cái phần biến mà chúng ta tích chọn đi đúng không? Đấy, mất rồi. Tiếp theo vào debug và chọn ctrl shift ship F9. Yết xóa hết Cách 2 thì người ta yêu cầu chúng ta sử dụng là vòng Y. Cách 2 nhá Dùng Y. Mình sẽ nốt toàn bộ cái phần for lại để cho nó đỡ ảnh hưởng. Nhấn Ctrl KC. Đấy, nốt lại. Cách 2 dùng Y. Các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta khởi tạo một cái biến INT. Y bằng 1 ban đầu chấm phẩy ở đây. Và chúng ta sẽ kiểm tra là trong khi mà Y còn nhỏ hơn hoặc bằng N thì chúng ta sẽ làm thực hiện công việc đó là lấy giai thừa sao bằng y chấm phẩy và kết thúc giai thừa sao bằng y này chúng ta tăng biến y lên một đơn vị cuối cùng chúng ta cũng sẽ in được kết quả là n giai thừa bằng đây thoát khỏi vòng y nhá in ra kết quả này n giai thừa bằng giai thừa các bạn để ý cấu trúc for và y thì hơi khác một chút y là gì nó kiểm tra điều kiện nếu điều kiện này còn đúng thì nó tiếp tục thực hiện khối lệnh. Thì ở đây các bạn sẽ khởi tạo y bằng 1 đúng không? Thì y ban đầu nó bằng 1 mà đúng không? Thì 1 giả sử như n nhập bằng 3 thì 1 vẫn nhỏ hơn bằng 3, nó thực hiện là lai thừa sao bằng y. Sau đó chúng ta lại tăng biến y lên 1. Thì lúc này y vẫn đảm bảo điều kiện là chạy từ từ 1 2 3 vân vân đến n. Đấy thì các bạn để ý là chúng ta có hai cách để chạy theo giá trị y từ 1 cho đến một giá trị nào đó hoặc là từ một cái giá trị bất kỳ nhé ở đây vì chúng ta khởi tạo là một mà à, các bạn có thể là sử dụng lại debug để chúng ta hiểu lại cái phần này có cần mình hướng dẫn không nhỉ thôi những cái bài đầu thì mình sẽ hướng dẫn uh, chi tiết một chút nhá thì mình sẽ đi bước luôn cả thằng này nữa để các bạn nhìn các bạn nào mà hiểu sâu rồi thì các bạn có thể để tốc độ video ở dạng là x2 để các bạn nghe nó đỡ mất thời gian của các bạn cũng rất xin lỗi vì là mình giải thích quá kỹ nhiều bạn lại ghét đấy đúng không nhấn f9 này rồi tôi muốn đi chỗ này nhấn f9 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 luôn. À, vào debug này. Chọn vào start debugging này hoặc nhấn F5. Ok, nhập N đúng không? Nhập 3 nhá, lại nhập 3. Enter. Dấu nhắc lệnh đang ở vòng Y. Y sẽ kiểm tra Y bằng 1 mà đúng không? Y bằng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 3, đúng đúng không? Đúng sẽ thực hiện Y. Bây giờ chúng ta sẽ in thằng dây thừa đúng không? Nhấn F10. Next này. Rồi, dây thừa bằng dây thừa sau Y. dây thừa đang bằng 1. Y đang bằng 1, 1 x 1 vẫn bằng 1 Sau bước này, F10 này Sau bước này thì dài thừa nó vẫn nhận giá trị 1 thôi Đấy, tiếp theo này Ghim nó ra đây nhé ngó ngó. Y cộng cộng Y đang bằng 1 Sau bước này Y sẽ bằng 2 Chúng ta có thể ghim thằng Y ra đây Lôi đây, nhấn F10 này Các bạn thấy Y nhảy đến 2 không 2 kiểm tra vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 3 F10 này, đấy Nó kiểm tra nhỏ hơn hoặc bằng 3 cho nên Nó sẽ nhận giá trị chu và lại thực hiện lại xuống đây đáy thừa bằng 1 y đang bằng 2 1 x 2 bằng 2 đáy thừa lúc này sau nhấn F10 sẽ nhận giá trị 2 F10 còn thấy nhảy lên 2 không tiếp theo y đang bằng 2 y cộng cộng sẽ bằng 3 nhấn F10 nhé còn thấy y nhảy lên 3 không rồi 3 vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 3 bởi vì ban đầu các bạn đang gì đang nhập n bằng 3 đây mà đúng không đúng điều kiện thì lại thực hiện đáy thừa sao bằng y 3 x 2 thì bằng 6 đúng không F10 này F10 phát nữa này Thấy nhảy đến 6 không Y đang bằng 3 Y cộng cộng sẽ lên 4 4 đúng không Quay trở lại kiểm tra điều kiện Không còn thỏa mãn điều kiện nữa Bởi vì N chúng ta bằng 3 Y đang bằng 4 Phô Phô thì không thực hiện khối lệnh của Y F10 này Đấy các bạn thấy không Nó bật ngay xuống dòng 34 Và in ra kết quả là N tay thừa Hoặc tức là 3 tay thừa bằng Bằng 6 Đúng chưa Lệnh này đang ở dòng 34 chưa thực thi nếu các bạn nhấn F10 nó sẽ in kết quả F10 này đó kết quả ba dây thừa bằng 6 F10 lần nữa là sẽ kết thúc chương trình rồi bài này thì mình nghĩ là mình giải thích kỹ như vậy là các bạn đã hiểu rất là sâu rồi Và nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn hãy ôn lại nhá hãy cho nó chạy từng bước một chúng ta ngồi chúng ta ngắm nó đi làm đi làm lại đi làm để hiểu nhé các bạn đừng cố gắng để học thuộc từng dòng cốt mà chúng ta hãy hiểu bản chất vấn đề kể cả các bạn sau này các bạn bị cái gặp cái bài này các bạn không làm được các bạn nhìn lại nhưng các bạn hiểu cấu trúc của từng dòng lệnh một như thế là đặt yêu cầu rồi các bạn đừng mong chờ rằng mình sẽ nhớ từng dòng cốt được chưa ạ đừng làm như vậy làm như vậy là vô ích bởi vì cái bộ não của ta ấy, nó sẽ lãng quên theo thời gian các bạn chỉ cần hiểu bản chất vấn đề thôi nếu bạn quên các bạn xem lại một cái các bạn hiểu ngay là được mình chỉ cần như thế thôi nhá hy vọng là các bạn đã nắm chắc được bài này cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy nhấn like và share clip này cho bạn bè người thân của mình nhé hẹn gặp lại các bạn vào trong các clip phía sau chúng ta sẽ còn chữa các bài tập khác nữa